Ni nói với mọi người rồi mà, mọi người cứ nói Ni là Ni nói là mỗi người mỗi tính cách giống như Ni á. Ni có thể đấu đá bên ngoài, Ni có thể chiến đấu bên ngoài, đó là địch, đó là kẻ thù. Còn để là đồng đội, để là bạn, lúc nào Ni cũng muốn có một cái sự hàn gắn. Chứ đừng có đánh đồng là Ni để mà bá chủ, bá lĩnh, để mà chiếm lấy Hồng Loan. Ví dụ chiếm lấy Hồng Loan, Ni đã nói bao nhiêu lần chiếm lấy Hồng Loan với điều kiện tiền nó đổ vô túi Ni, thì có nói gì Ni cũng quan tâm. Còn chiếm lấy, đó là vị trí thì có thể thay thế vị trí của Ni bất cứ lúc nào mà. Có gì đâu mà để người khác tốt, mình cứ suy nghĩ tích cực lên đi. Mà mình cũng sẽ gặp người tốt. Mình cứ kiểu mà, mình cứ suy nghĩ tiêu cực như vậy, từ bụng ta suy ra bụng người như vậy, làm sao mà cuộc sống này mình có thể gặp những người yêu thương mình thật sự được. Tình cảm thật sự, yêu thương thật sự thì mới cảm nhận được thôi. Chẳng lẽ trên đời này ai đến với nhau cũng vì vụ lợi hay sao mọi người? Bởi vậy cho nên là nhiều người, cha Nhật Minh, nhiều người thì nhiều khi thở không khí oxy không thở, mà thở không khí sân si không vậy. Chị Ni ăn ốc Hà Nội không? Rồi, chị Ni sẽ đi Hà Nội ăn ốc với em. Ăn ốc cái quán gì đó? 7.100 rồi, trời ơi. Thấy chưa? Livestream bên này 7.100 mà live bên kia mấy nha? Live bên nào? Live bên gì đó? Tóc tóc hả? Ừ. Tóc tóc mới mà. Cái mặt bây giờ nó như kim chích vậy mọi người, nó đau quá. Ừ. Bệnh không thể khí oxy mà thể khí sân si, đúng rồi. Rồi nhiều khi á hả? Nhiều khi mình không hiểu nữa. Nhiều khi bệnh uống thuốc rồi nó không hết, mà uống view uống like nó hết á. Sao nó thiệt, mọi người nói chứ sao cái nết Ni nó thiệt. Không hiểu sao, tại vì Ni là Ni cũng không có tốt lành gì đâu. Ni cái nết của Ni là Ni cũng phải nói nha. Nhưng mà Ni hả, gì đó mà Ni nhìn lắm rồi mọi người, kiểu như là Ni tiết chế gì lắm rồi đó. Bé áo cam nào? 18 hả? Bé áo cam nựng chị trong hậu trường, kêu chị Ni dễ thương quá nè. Chị còn nhớ em không chị? À chị nhớ em rồi. Hai đứa giờ đi ăn ốc không? Anh thèm ốc rồi. Lỡ ốc hả? Hả? Anh cứ giỡn như vậy đó, rồi mọi người cứ nghĩ là ừ em mê anh đó, hoặc là anh mê em đó, khổ ghê. Anh em mình là trong sáng. Trời ơi, mọi người biết không, ai cũng là trái tim yếu đuối mong manh hết đó. Ông Hai Vũ Luân cũng yếu đuối mong manh lắm mọi người. Ông Vũ cũng vậy, cũng yếu đuối lắm, cũng kiểu là không có kiểu như Ni, cứ cảm giác như Ni người đàn ông vậy trời. Gặp hai ông kiểu trời ơi sao mà mềm yếu dịu gì không biết nữa. Tổn thương chút là trời ơi không ngủ, rồi suy nghĩ, rồi chạnh lòng. Nói đây mày, vô mày nói đây. Thì hôm nay hai chị em con cũng lên để gửi chút tâm sự đến cô chú anh chị, là thấy có nhiều cái hiểu lầm cho chị Phương Lê, cũng tội cho chị. Chị cũng mới buồn, chị khóc đây quá trời luôn. Chị nói là vậy, thì cũng có nhiều cái hiểu lầm. Là lúc đầu là con cũng có gọi điện đến với chị Phương Lê, và chị cũng thương, và chị cũng chia sẻ với con trong giống như là tới lúc tới thì có chia sẻ mọi mặt trong gia đình luôn, em út này nọ luôn. Thì đó là trong gia đình thì chị luôn yêu thương và chia sẻ, chứ không phải như mọi người nghĩ là chị không giúp này nọ, mà chị tự nhiên chị tìm đến là có vấn đề hay gì này kia đâu. Không phải tội nghiệp chị thương con là thật lòng, không phải là lợi dụng hay gì đâu. Đại gia đình đừng có nghĩ chị vậy, tội nghiệp cho chị. Rồi mấy nay chị buồn chị khóc quá chừng cũng tội, ăn uống không được, ảnh hưởng ổn luôn, ảnh hưởng cho con chị nữa. Thôi đại gia đình cũng bỏ qua, thương hai chị em con đi, bỏ qua cho chị tốt lắm, chứ không phải là như mọi người nghĩ đâu. Giống như là chị đến thì nghĩ là cái việc vừa đi. Rồi là trả quà thì bị tổn thương, nói là có nói là tôi đâu có đòi mà lại trả như vậy thì quá tổn thương. Rồi cái khúc mắc mà để hiểu lầm với anh Vũ thì cũng đã giải tỏa rồi. Có nghĩa là do hiểu lầm, rồi do cái sự hời hợt của hai đứa, có nghĩa là hời hợt của Loan, của Ni, cái sự hiểu lầm chưa giải tỏa ý hết cho Phương Lê. Rồi Phương Lê lại không hiểu, rồi anh Vũ lại không hiểu, là bốn người như vậy thì nó không có ngồi lại với nhau á mọi người. Cho lúc khi mà ngồi lại với nhau rồi thì sẽ hiểu hơn. Mọi người hạ cái tôi một tí, rồi để phân tích ra ai đúng ai sai.
thì cứ nhìn nhận cái sai là mình sẽ hoàn thiện. Còn cái mọi người, người nào trong câu chuyện thì mọi người nào cũng muốn nói mình là mình đúng hết, mình là nhân vật đúng hết, mình là nhân vật chính hết, thì cái việc mâu thuẫn này nó sẽ kéo dài, nó sẽ không bao giờ có sự kết thúc. Cho nên là lúc mà Ni có, tôi lau nước mắt cho Ni, Ni đâu có Ni đâu gì đâu, thì Ni cũng có nói chuyện với Phương Lê rồi Loan, thì Ni cũng tìm hiểu là đúng là cái sự hiểu lầm là mọi người đừng có công kích là Phương Lê tự tìm tới, mà là Loan á, có nhờ Phương Lê trong những lúc mà bối rối á, thì nói chung là tin Phương Lê, có nghĩa là Loan tin Phương Lê và tin Ni, cho nên có điện cho Phương Lê, có đôi lúc là phải cầu cứu Phương Lê đó. Cho nên mọi người nói đôi lúc nói như vậy á, thì thật sự tổn thương, đó là tổn thương thật. Và Ni đã nói với mọi người rồi là thật sự mà Phương Lê mấy ngày qua bị công kích đó, Ni cũng không có vui, bởi vì mọi người biết là Ni lúc nào Ni cũng nói với mọi người là giữa hai người, mọi người đừng có đem ra so sánh, tại vì không phải là giai cấp hay là gì hết, mà đó là cách cư xử. Và Phương Lê cũng chưa bao giờ Phương Lê bêm Ni hay là chỉ trích Ni, và Ni cũng không thể nào mà chỉ trích. Chỉ có việc sai ở chỗ là Ni cũng nói chuyện với Phương Lê rồi, là ở chỗ hiểu lầm anh Vũ. Và Phương Lê cũng có nói với Ni là ừ tôi cũng biết rồi, có nghĩa là Phương Lê cũng nói là Phương Lê cũng biết lỗi rồi đó. Rồi Loan thì lại biết lỗi ở chỗ là im lặng, phải nói cho chị biết, là nhắn tin cho chị biết bà này thì bà nhiều việc quá thì không nhắn tin, thì đâm ra là hờn giỏi chút xíu. Phương Lê nóng tắm chứ Phương Lê không có hiểm nha mọi người. Phương Lê Ni nói với mọi người nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần rồi, biết làm sao mà Ni có thể đôi lúc để mà nói về Phương Lê là Phương Lê không có hiểm nha, không có thâm, gọi là thâm hiểm để mà hại, để mà không, là Phương Lê không hề có. Cho nên lúc mà giờ bị ốm đi, sụt ký đi, rồi bị chỉ trích quá, đâm ra tự nhiên thấy thương, thì thôi mọi người thương Loan. Thì mọi người đã thương Loan rồi, mọi người kéo theo thương Ni nữa, thì bây giờ mọi người bỏ qua thương anh hai, thương Phương Lê, để mọi thứ nó êm đẹp, nó trở về bình thường, rồi chúng ta lại cùng nhau tập trung vô vấn đề chính, để sau này chúng ta không có xảy ra những cái sơ suất, những cái việc vừa rồi. Đó là một cái bài học, một cái sự rút kinh nghiệm đó. Cho chắc chắn một điều là hồi nãy là đúng rồi, Phương Lê nóng rồi quá đáng thì Phương Lê cũng biết lỗi rồi, có nghĩa là hiểu lầm á, kiểu ức chế tức thì không biết làm sao, thì mỗi người có cách thể hiện ra bên ngoài. Giống như như Ni thì Ni control, còn Ni trước đây Ni cũng như vậy đó, Ni không control được là Ni sẽ bung ra, thì sau khi mình bung ra thì mình lại mất điểm mà bị chỉ trích. Mà trong cái lúc mình nóng giận thì mình không biết lỗi của mình, nhưng mà khi mà phân tích ra ngồi xong, giống như anh hai đi, anh hai anh Hương Lân đi, khi mà ngồi xong rồi là Ni cũng nói với anh hai là ví dụ cái sai của anh hai như vậy hay là cái sai của Ni như vậy, thì anh hai thì anh cũng lành tính, nói chung là ổng thì nếu mà ổng không lành tính thì ổng đâu có xử sự như vậy, thì cũng bỏ qua. Tại vì cái người mà họ không nghĩ gì á, họ cứ nghĩ họ nóng tính lên, họ nói họ làm, họ bung xỏ ra cái cảm xúc của mình, họ không tính toán, nó khác với cái việc cái người họ ta tính toán. Thôi thì bây giờ á, mọi người thương cái gia đình này, chúng ta cùng yêu thương mà đến, thì mọi người cũng yêu thương Loan, thì mọi người bỏ qua. Tại vì bây giờ Phương Lê cũng bị stress rồi, anh hai cũng bị stress, anh Nguyên Vũ cũng bị stress, rồi Ni cũng vậy, Loan cũng vậy. Mà bây giờ trong team mà có một người tổn thương thì giống như là một con ngựa cả đàn bỏ cỏ vậy đó, một con ngựa đau cả đàn bỏ cỏ vậy đó. Ni quên cái câu đúng rồi. Đó rồi. Thì giống như vậy, cho nên mọi người có thể gì Loan, có thể như mọi người gạt bỏ qua hết, có thể đừng có nói những lời tiêu cực nữa. Chúng ta yêu thương nhau, chúng ta comment những cái lời tích cực, để khi mà chúng ta lên livestream, chúng ta cùng tương tác với nhau, nó thấy niềm vui. Chứ ai cũng buồn hết rồi mọi người, thật sự. Ni nói với mọi người rồi, cái nào Ni cảm thấy là Ni khi Ni dừng lại để cho Phương Lê dừng lại. Chứ còn để mà tâm Ni mà chỉ trích Phương Lê là mọi người đừng có đánh tráo cái việc là Ni có những người họ ghét mình mà họ cứ nói là Ni muốn chiếm hữu Loan, Ni đẩy người kia ra, Ni đẩy người này ra, không có đâu. Trời ơi, mình thương nó thì càng thêm nhiều anh em chị em tới giúp Loan, san sẻ với mình càng vui, càng đông càng vui. Chứ có gì đâu mà phải ganh tị ở đây. Cho nên có những người như vậy thì Ni cũng không đáp trả, tại vì này họ đã sân si rồi. Họ đã nói họ đã sân si rồi thì mình không thể nào mình cảm hóa được họ hết á. Cho nên từ cái việc từ đời nào đời nào họ vẫn nhớ, họ đem ra họ bêm. Từ hồi xưa đó họ không đem những cái tốt đẹp họ bêm. Thậm chí đây nè Ni nè, Loan thì nó vô tư lắm. Chứ không phải là Ni lén đi coi điện thoại nó. Thì Ni coi cái tin nhắn đó, Ni cũng mắc cười nữa. Mà con Loan là nó là cái người mà sân si lại, hoặc là nó xấu tính đi, nó chỉ cần nó chụp mấy cái tin nhắn lên là phải nhục mặt không cái chị gì Củ Chi đó. Nhưng mà không, nó cũng nói với Ni, nó kêu thôi chị Ni ơi, họ nói gì họ nói, em cũng bỏ qua. Chứ tin nhắn còn đây nè,
cái điện thoại đây, còn tin nhắn còn một đống trong này. Nghe đó, để mà lên đem lên, mà bây giờ mà đem lên bêm qua bêm lại thì nó không có hay. Mà cũng Nhi cũng nhắc nhở chị rồi, tại vì tụi em không nói, không phải là tụi em để chị phân tích là tụi em chị đúng tụi em sai. Có những cái chị nói thì chị tự chôn cái hố chị chôn chị đó. Tại vì đâu phải là một cặp mắt, đâu phải một cái đầu, mà đã là hàng triệu cái đầu, hàng triệu con mắt, hàng triệu cái tư duy. Thì chị nói lên một người không nói gì, không, chị thấy ngàn người luôn, phải gọi là triệu người luôn, họ phản đối cái hành động của chị thì đôi lúc chị phải coi lại. Chứ còn thật sự bây giờ chị khỏe mạnh thì không nói, chị đang bệnh như vậy chị nói thì giờ đi bêm lại chị, tụi em cũng ngang ngửa với chị thôi. Ừ. Cho nên vấn đề là thôi thì tại sao không thương nhau mà làm tổn thương nhau. Cho nên là giờ chị nói gì chị nói. Cho nên vấn đề mình thẳng thắn ra để mà ngang hàng là không có thể ngang hàng được. Kêu là ừ phải quan tâm người này quan tâm người kia. Ví dụ Phương Lê dù gì cũng là bạn, thì ít nhất là ừ ngồi nghe với nhau. Còn những cái người mà họ tự tìm đến, họ tự trách móc thì nó khác. Còn cái việc Phương Lê đây là chỉ đính chính là Loan có nhờ, thì mọi người có chỉnh chấm điều chỉnh cái việc đó là Loan đôi lúc Loan có nhờ Phương Lê, đôi lúc không có đi ở nhà, Ni đi nước ngoài, thì không có thể nào mà phủ nhận cái việc đó được, là có nhờ Phương Lê tới. Rồi bây giờ Phương Lê tổn thương là cái việc ừ tại sao nói là Phương Lê tự tìm tới, thì cũng như Ni cũng tổn thương chứ, là có những cái là Loan có nhờ, tại đôi lúc đó là tin Phương Lê cho nên có nhờ Phương Lê tới, và Phương Lê đã thương Loan dành thời gian, rồi không có mặt Ni cũng tới giúp đỡ Loan. Thì bây giờ mọi người chỉ mong là mọi người hiểu cái vấn đề đúng về cái bản ngã của nó thôi, chứ không có kiểu mà lên đây một vì một cái gì, hay là ừ nói cho lên non để cho mọi người. Nó có nhiều trạng thái lắm, giống như là Ni phân tích cái việc mà xin lỗi giận hờn, xin lỗi giận dỗi, xin lỗi thành tâm, xin lỗi khịa. Còn ở đây là Ni với Loan gọi là dùng cái từ là cũng có xin lỗi đó, là xin lỗi thành tâm, nhưng mà đính chính cho mọi người biết là nó đưa về cái bản ngã của nó là Phương Lê không phải tự tới, mà Phương Lê chính Loan là người gọi Phương Lê tới. Cho nên khác với những người khác là người ta tự tới đó. Nhưng mà tự tới hay tới mình cũng phải điều biết ơn. Loan thì Loan nói không được, có thể là Ni sẽ thay Loan nói chuyện cho nó hoạt ngôn một tí để truyền tải cho mọi người hiểu đó. Dù đến, dù tự đến, hay là dù tự nguyện, hay là dù mình kêu gọi, thì mình cũng đều phải biết ơn. Nhưng ở chừng mực là cái người mà họ tự đến họ tự chửi thì coi như là ngang bằng nhau rồi, cho vô đi ra, nó ngang bằng nhau rồi với cái việc mình kêu gọi, mình nhờ đỡ nó. Cho nên Ni muốn phân tích cái việc như vậy. À, để tôi follow kênh Phương Lê lại. Ok, cảm ơn Thùy Linh Lê nha. Không, Ni chỉ đứng lên Ni nói chuyện với mọi người, Ni không phải là nhân danh cái gì hết. Chỉ qua chúng ta là một gia đình, mọi người không gặp Ni, dù mọi người ở trên livestream không có đi cùng Ni, không gặp Ni lần nào, thì chúng ta cũng là gia đình online, gia đình trên Facebook, gia đình trên TikTok, để mà nói chuyện tâm tình với nhau, để hiểu nhau hơn thôi. Tại vì thật ra bây giờ Phương Lê chỉ nhấn mạnh một điều, nếu Phương Lê là người thâm hiểm, Phương Lê là cái người đanh thép, đanh đá, coi như là hại người, thì Ni không có lên livestream Ni nói đâu. Chỉ qua là Ni không muốn mọi người hiểu lầm một cái người, dù gì do nóng tính quá, thì nóng tính đâm ra thì nói lời không khéo thì động chạm đó, tổn thương người khác. Thì trong nóng tính thì Phương Lê lại cái to lại cao nữa, chưa thấy được cái sai của mình. Nhưng mà khi bình tâm mà stress mấy ngày nay thì Phương Lê cũng biết cái sai của mình đó. Bây giờ cô ấy cũng ốm lắm mọi người, ốm cực kỳ ốm luôn, có nghĩa là xúc ký, rồi ảnh hưởng tới con cái nữa. Thì cô ấy cũng biết cái sai của mình. Thì anh Nghiêm Vũ vừa rồi là hôm qua, anh Nghiêm Vũ với anh Hai Luân á cũng nói chuyện với nhau, hiểu nhau rồi. Thì bây giờ tới Phương Lê thì mọi người thôi, thì mọi người thương mớm, thương cái gia đình này, cũng giống như Ni cũng là người dân, rồi Ni đến với đây cũng như là người dân như gia đình, thì bỏ qua hết, rồi chúng ta lại bắt đầu tập trung vô cái vấn đề chính, để chúng ta có cùng chung lý tưởng là chúng ta yêu lẽ phải, chúng ta đem những cái gì về đúng bản ngã của nó, là đem lại công bằng, đem lại lẽ phải cho cô gái bé nhỏ nè, 37 tuổi mà coi như là chưa biết phải ra đời, phải xử sự, phải ăn nói làm sao để mà xảy ra những cái sơ suất, là không có làm trọn vẹn cái sự hài lòng của tất cả mọi người. Cho nên là thôi, có những gì sơ suất thì mọi người bỏ qua. Chứ cô này là thôi, rồi có biết nhiều khi Ni á, Ni nó cứ nói Ni sao Ni hay vậy, Ni sao Ni không khóc vậy, Ni sao em thấy Ni cứng rắn vậy. Thì Ni cũng thương nó, Ni cũng chia sẻ những cái kinh nghiệm thôi, chứ Ni cũng không hoàn hảo đâu. Ừ, tao như vậy, tao trải qua như vậy, Ni thì cũng không có ngọt với nó, cứ mày tao vậy, cho nó dễ nói chuyện.
trải qua cuộc đời như thế nào. Rồi nó thì mọi người biết rồi, lúc mà chú Năm còn sống thì ăn ở nhà, cứ đi học xong về nhà, rồi nghỉ học sớm, cứ thui thủi trong nhà, rồi chơi với ai, chơi với bùm bùm, rồi chơi với con kia đó, rồi sống trong cái sự coi như là không có sự yêu thương của gia đình nữa, rồi có sự ganh tị đố kỵ giữa những người người lớn, rồi ảnh hưởng đến tinh thần, cho nên nó có cái sự sợ sệt, nó có sự khép kín, cũng không trách được, nó đâu có ra đời mà để bôn ba rồi ra chạm người này người kia đâu. Cho nên thôi mọi người cũng hiểu được phần nào tính cách của Loan, rồi hiểu được câu chuyện của gia đình chúng ta thì mọi người bỏ qua. Không bao giờ. Thì chắc chắn một điều là Phương Lê ý là Ni chỉ nói cho mọi người cái tình trạng bây giờ nó như vậy. Ni cũng buồn, ai cũng buồn. Đó, tại sao Ni đứng lên Ni nói cho mọi người hiểu về anh Vũ. Bây giờ lại hiểu về anh Hai Luân, hiểu về Phương Lê. Anh Hai Luân thì vừa rồi thì anh cũng bị, chắc cũng bị mọi người trách móc rồi. Nói chung là tấn công đó, thì ông cũng biết lỗi rồi đó. Ông cũng nói là đôi lúc anh, ông nói vậy mà hôm qua ông nói vậy mà Ni bỏ qua hết nè. Thì Ni cũng có sai với ổng đó. Ni cũng có sai với ổng thì ổng có sai với Ni. Nhưng mà ổng nói là nhìn cái mặt Ni hài quá thì ổng không có giận được. Thì tự nhiên ổng qua ổng nói gì cái tự nhiên cái Ni bỏ qua này, Ni nói Ni, anh đang buồn, anh đang tổn thương, rồi anh bị kích động nữa, rồi anh cô đơn á, nhiều lúc anh ở cái mấy đứa nhỏ nó về hết á, cái anh cô đơn, cái tự nhiên anh bị kích động á, cái anh suy nghĩ cái hành động tự nhiên anh giật mình lại. Thì Ni mới kêu, Ni mới nói ông cũng mệt lắm, cái hết chuyện hay sao á, đi làm cái clip mà trúng cái thời điểm này đó. Thì ông mới nói là thì đó thôi, bây giờ anh cũng sợ quá rồi, bây giờ anh làm cái gì anh phải cân nhắc, và cả việc Ni nữa, bây giờ Ni cũng làm gì Ni cũng cân nhắc hết. Ni cũng muốn mọi người cùng yêu thương, chứ đừng nghĩ trời ơi Ni phải tặc người này ra, Ni phải cắt người này ra, trời có những người sao họ suy nghĩ tiêu cực. Ví dụ như Ni đến với Loan, Ni tốt với Loan, Ni chơi với Loan, Ni hỗ trợ Loan, thì cái người cùng nhau hỗ trợ với Ni, chia san sẻ yêu thương, trời sao mình càng mừng càng vui á. Ví dụ mình yêu thương nó là những người yêu thương nó, mình yêu thương người đó luôn, mắc mới gì phải ganh tị rồi chiếm hữu rồi thống lĩnh rồi cái gì kêu là gì ngôi đế gì hoàng thái hậu, hoàng hậu gì không có. Trời ơi phải chi mà được lên mà vô cái ngôi vị mà để mà chiếm hữu nó, mà trời ơi hàng ngày nó cho nó bưng coi như là cơm bưng nước rót cho tôi, rồi tiền bạc mà đem cái hồ lô gì này đổ vô tiền vô thì trời ơi, không bao giờ lên like mà nói, không bao giờ mà để giải thích cho mọi người làm gì, chỉ có yêu thương mà đến với nhau thôi. Chúng ta có đó mọi người thấy rồi, cái thời buổi giờ đâu phải như hồi xưa đâu, hồi xưa thì còn ăn uống đồ giờ, thời buổi giờ mọi người thấy không, sống nay chết mai, cuộc đời nó vô thường, tự nhiên thì ganh ghét nhau, trong khi mình tại sao mình không tạo ra yêu thương. Ni thì Ni không có đủ tuổi để mà chia sẻ những kinh nghiệm sống ở đời cho mọi người, nhưng mà Ni nói những cái khách quan để mọi người suy nghĩ tích cực hơn, rồi chúng ta coi như bây giờ là góp nhặt yêu thương đi đó, coi như bỏ qua những cái ganh ghét ra để chúng ta sống vui vẻ, trở về những cái khoảnh khắc ban đầu cùng nhau xây dựng đó. Chứ bây giờ mà cứ sân si chỉ trích rồi ai cũng buồn hết, Ni mấy ngày nay đi đâu có ngủ đâu, rồi Loan cũng không ngủ, anh Vũ không ngủ, rồi Phương Lê cũng không ngủ, anh Hai cũng không ngủ. Ông Hai ông đâu ông biết chứ, mọi người thấy rồi đó, ông vừa rồi là ông cũng bị stress rất là nhiều, ông kêu ủa cái đó là anh cũng không biết rồi, ủa anh nói cái đó là sai hả Ni, thì Ni nói thôi anh sai, anh nhìn cái bình luận là anh biết, anh hỏi em đó. Thì ví dụ khi Ni nói ra thì Ni sẽ đọc cái bình luận, trên cái bình luận là bình luận bên những người tử tế đó, có nghĩa những người hồi giờ họ theo dõi nè, họ ủng hộ mình, họ ủng hộ Loan, thì khi họ góp ý thì Ni sẽ coi những cái comment đó, Ni chấn chỉnh mình. Chứ còn những người mà bên phía phe kia mà có công kích Ni là Ni không có chấn chỉnh mình đâu, tại vì Ni không biết là người ta nói xấu mình là cái điều hiển nhiên rồi, mình không nhìn lại bản thân mình. Nhưng mà những người thân cận bên mình nè, họ góp ý với mình là mình phải tiếp nhận đó, để mình điều chỉnh lại bản thân mình, có gì đâu, biết sai là chỉnh sửa để mình hoàn thiện hơn, chứ còn lớn hết rồi đâu có cố chấp gì đâu. Đúng rồi, người bị tổn thương là anh Vũ. Hồi nãy Ni cũng có nói với Phương Lê, thì Phương Lê cũng có nói rồi đó, mọi người hiểu không? Thì Phương Lê thì giận anh Vũ, thì không biết nguyên do gì, thì bây giờ Ni biết nguyên do rồi, thì anh Vũ cũng không biết Phương Lê giận anh Vũ vì cái gì, thì bây giờ nói lại với nhau thì bây giờ giải tỏa hết rồi, thì anh em thì nói chuyện bình thường với nhau đó, chứ không có gì. Thì Phương Lê cũng nói là tự nhiên đến cái vấn đề phim ảnh để mà hiểu lầm nhau, thì bây giờ tất cả các coi như là khúc mắc này đã giải tỏa hết rồi, mọi người vui vẻ lại với nhau rồi đó. Thì cũng gần tới rồi, cũng gần tới cuối đoạn đường rồi, cùng nhau đi, cùng nhau vui vẻ với nhau để ai cũng ngủ ngon hết, rồi truyền tải những thông điệp tích cực để mọi người cùng nhau vui vẻ, chứ cái ngày nào cũng có drama hết, sóng gió này sóng gió kia đó. Thì mọi người giờ biết rồi, bà lên like á là bà cứ dây này Ni ơi,
giờ cái này nói làm sao, tại vì Ni không có hoạt ngôn, Ni thì cũng không ăn nói khéo, nhưng mà Ni ít nhất là Ni nói hơn nó, nhiều khi Ni dạng dĩ hơn nó. Bà này thì bà không có biết nói, nó lên đó cứ cái mặt này đó, cái mặt y chang vậy, rồi khóc, ai nói gì động chạm cái là khóc, không biết nói ức rồi khóc, cứ đại gia đình của con, cảm ơn đại gia đình của con, yêu thương con nghe, đại gia đình của con lên livestream con nghe, rồi bán hàng là giống như giờ học cái giá đó lên xong. Chứ còn mà để mà bày tỏ gửi cái thông điệp rồi để giải tỏ cái nỗi lòng mình cũng không biết cách nói chuyện đâu mọi người. Đúng rồi, tội nhất là mẹ của anh Vũ. Thì cái vấn đề mà Phương Lê lên nói mẹ anh Vũ cũng hiểu lầm, tất cả đều hiểu lầm hết mới xảy ra cớ sự ngày hôm nay. Cho nên Ni cũng nói là thôi bây giờ mọi người giải tỏa hết giùm Ni, rồi Ni cũng thấy thoải mái, mọi người cũng thấy thoải mái mà đúng không? Cho nên là chúng ta vui vẻ lại với nhau. Anh Vũ thì cái trời ơi, cái tâm ổng thì ổng cũng lành lắm. Ổng giận giận chứ nói ổng cái ổng cũng ừ em, anh cũng muốn vui vẻ. Chứ mấy lần trước là stress, cứ vậy cứ điện Ni rồi điện người này điện người kia tức. Tự nhiên nói anh không biết anh làm cái gì luôn. Sao nó bị như vậy? Thì Ni cũng biết rồi, cái tâm ổng là lành lắm, cho nên là ok ok để em tìm ra cái khúc mắc cho bây giờ. Nó muốn nó rối bù, muốn nhồi dầm như đó, không có biết gỡ từ đâu hết. Thì cũng giận Phương Lê. Phương Lê lên thì giận ông Vũ, giận rồi Ni giận, rồi giận qua giận lại, cái tự nhiên giận từ hai người nhân lên mà không có tháo gỡ ra, thì giận nguyên đám, cứ người này bên người kia bên người nào không biết cái đâu là lần hết, không nhìn thấy được cái sai. Nó hạ cái tôi xuống một chút, sau đó chúng ta ngồi lại, chúng ta giải tỏa hết. Thế là nhìn chị lo ăn cân xỉu đây, bẻ đây, đây này đó, cứ vậy đó, cứ vậy xong rồi đó. Bà Ni bà đâu rồi, bà Ni ơi bà đâu rồi, mọi người nghĩ sao mà bỏ nó được. Đôi lúc giận thì ừ thôi mày để đó đi, rồi tao mệt rồi tao dừng bước. Chứ cũng có một lần mọi người biết không, để mọi người biết cho Ni cho nghe cái đây nè. Đó, có lần khắc với Ni là Ni đứt ruột luôn. Chứ đừng có nghĩ là ừ trời ơi bám víu nó để mà ừ kiểu được cái này được cái kia. Tích cực lên đi chị ơi, nhiều khi em thấy chị lên dạo này do chị khỏe mạnh thì em không nói. Chị phải suy tư nghĩ tích cực lên chứ, sao chị cứ nghĩ hồi giờ chị không thấy người tốt. Cứ lên nói như vậy rồi đâm ra rồi, em thì em không sao. Mình nhiều khi nó thấy em bị tổn thương, nó tự nó sợ em bị tổn thương, thế là nó cứ kêu trời chị ơi chị có bị sao không chị, chị đừng có coi đừng có nó không có gì đâu, có gì đâu mà sợ đó. Này cho mọi người coi nè, nè chị nhìn em cũng thấy rồi đó, em có muốn em gì đâu hả, mọi người thấy không, muốn anh chị hòa đồng vui vẻ. Nó gọi nè, có đôi lúc Ni stress chứ, có đôi lúc Ni bị stress luôn á, Ni muốn một mình á. Chị bỏ em. Nó thấy không, mọi người thấy không, làm sao mà không quay lại, không có ngoài không có ai hết đó. Rồi đôi lúc ấy đi ra trên sân bay á, đi rồi ngồi trên máy bay, tự nhiên Ni thì đi ít khóc lắm, Ni mạnh mẽ mà, tự nhiên nó chạnh lòng rồi đi qua nước ngoài cảm thấy buồn, nó khóc như vậy thì cũng phải bay về. Trong khi đi nước ngoài mọi người biết rồi, bay buổi tối sáng tới 8 tiếng rưỡi, bắt đầu chiều phải bay về, mà ở Úc bay về Việt Nam mọi người nghĩ có một ngày một đêm đó, mọi người nghĩ đi là thành 2 đêm chứ. Rồi về Việt Nam, rồi hết rồi ngồi trên máy bay hết 17 tiếng rồi. Về Việt Nam đã có nhau. Bây giờ cho nên là khi yêu thương rồi là mình không có nghĩ gì nữa hết mọi người. Không có nghĩ nhọc nhằn, không nghĩ vất vả, không nghĩ gì hết. Chỉ muốn vui thôi. Em thấy tinh thần nó quan trọng, và thật sự khi mà mình rồi tinh thần nó quan trọng cực kỳ luôn. Đó mọi người nghĩ như vậy đi, rồi làm sao mà để mà bỏ nó đi. Rồi không yêu thương nó hả? Ok, Phương Lê phải xin lỗi mẹ anh Vũ và anh Vũ. Thì Phương Lê hồi nãy Phương Lê cũng có, nói chung là Ni cũng có nói chuyện, ba chị em có nói chuyện với nhau. Rồi Phương Lê cũng nói là, giống như mọi người hiểu cái tính Phương Lê không? Phương Lê không đỉ miệng, nó không đỉ miệng được, tại cái tính nó quá thẳng. Cho nên khi nó nói ra này thì cũng ngại, tại vì bây giờ lỡ trớn rồi, Ni hiểu cái cảm giác. Là Ni chỉ nói cho mọi người là, đến ngày hôm nay, Ni vẫn coi Phương Lê là bạn, bởi vì Phương Lê không thâm hiểm, không nham hiểm, không hại người. Đôi lúc này nè mọi người hiểu mọi người cái tính, khi cho đi rồi tự nhiên cảm thấy bị tổn thương xong rồi ừ tôi phải nói cho đã cái nơi tôi là ừ tôi có cho tôi có đó như đám góp mà tại sao lại phụ cái ơn của tôi phụ cái răng, nhưng mà họ cứ hiểu lầm lại như vậy, mỗi người mỗi tính đó. Cho nên là chứ còn thật sự mà để mà mưu mô tính toán mà nham hiểm là Ni không có lên đây Ni nói để cho mà Ni để lầm, Ni để cho một con người mà làm ảnh hưởng tới Loan à, tới Ni, mà mình chơi với mấy người nham hiểm mình cũng sợ nữa. Đó, mà Phương Lê thì không có, cho nên mình phải nói cái vấn đề này. Mọi người hoan hỷ hết, mọi người cùng nhau yêu thương, cùng nhau giải tỏa hết là ai cũng vui. Không riêng gì Ni, mọi người nghĩ không riêng gì Ni, không riêng gì Loan, mà là chắc tất cả mọi người nghe khóc luôn trời. Đó, sao mà không khóc được, Ni đi đâu có được đâu, nó gọi Ni này mình nhiều cũng Ni buồn lắm. Ni buồn là biết sao, ai không có cảm xúc. Tự nhiên anh chị em nói gì, tự nhiên Ni, Ni,
Ni cũng chán đời á. Nó trời ơi, mày cho tao nghỉ một ngày hai ngày tao bình tâm lại đi. Chứ bây giờ tao rất là mệt mỏi. Không biết làm sao mà để cảm thấy mà cái lòng mình nó nhẹ đi, nó giống như là nó đang đè nặng triệu con tim trong trung tim mình vậy đó. Vũ bỏ qua nhưng không có nghĩa là Vũ sai, chị qua cũng không muốn chấp nữa và chị muốn yên, không chấp niệm. Ok. Đúng rồi, chị mong chị Hồng Loan có cuộc sống bình yên. Thì mọi người thôi bây giờ Loan thì cũng ok nè. Loan thì mọi người biết là coi như là đó, cái mặt bả đây. Cái mặt là muốn bán cho một cái luôn. Cái gì đi ơi, nói sao? Và nói cái đó còn không biết, tại vì mọi người biết từ nhỏ 37 tuổi thì mọi người ra đời phải, trừ khi ra 18 tuổi, 19 tuổi ra đời phải không? Lăn lộn với đời đi thì mới biết được, còn đây không lăn lộn với đời. Cứ vậy thôi là cứ suốt đời mà nếu mà ở trong nhà mà không có cái người mà họ khai sáng ra đó. Đó, họ rèn rồi dùng cái từ thôi, mọi người cho đi dùng cái từ hơi thậm sân hoáng tí là rèn dũa nó đó, cho nó học được cái sự mạnh mẽ này, rồi học kinh nghiệm, lấy kinh nghiệm này nó va chạm nó, cho nó giống như đi tưởng tượng tôi đẩy mày ra đời đi, mày bầm dập đi rồi mày ấy vậy đó. Lấy kinh bảo anh không, mọi người cứ tin Ni đi, không có Ni Phương Lê cũng chuẩn, nói chung là cũng xảy ra chuyện này chứ cũng biết rồi đó, cũng không có đến nỗi nào đâu, mọi người yên tâm. Ấy dù chết rồi mọi người, sao cái chân trên Ni nó tê quá. Vui Lê, ông đừng mang mẹ ông lên mạng xã hội để làm một cái tấn công. Sao chị Vui Lê này nè, em nói với chị là em đã nói một lần với chị rồi, chị không biết chữ yêu thương là gì luôn á. Chị cứ chị như vậy rồi họ lên họ hàng gắn với nhau á, họ nói những lời yêu thương á, chị lên bắt đầu chị comment vô là bắt đầu là tự nhiên cái em cảm giác em không control được với chị luôn á. Chị có biết là mẹ anh Vũ khóc cỡ nào không? Chị có mẹ không? Chị có biết là khi chị làm gì chị bị công kích rồi mẹ chị buồn không? Sao chị phải nói là đem mẹ lên? Tại vì ảnh nói là ảnh đem mẹ lên gì đâu. Ảnh cảm thấy là ảnh không biết, giống như ảnh tỏ bày cùng ai hết. Tại vì ảnh thấy mẹ ảnh khóc như vậy, mẹ ảnh lo, mẹ ảnh khóc như vậy ra chợ những cái cô chú nói lại cho mẹ nghe. Chẳng lẽ không được đem mẹ lên hả? Một ngày nào đó chị đem mẹ lên, chị mà chị lên la trên Facebook mà chị đem mẹ chị lên, người ta chị trích chị cảm giác như thế nào, chị tổn thương không? Sao chị cái comment những cái to xích như vậy trời? Tại sao chị comment những cái lời mà coi như là tổn thương như vậy chị? Chị có mẹ không? Chị đăng lên, chị đăng mẹ chị lên trên Facebook thử đi. Rồi người ta nói chị vậy chị tổn thương không? Chẳng lẽ có mẹ không được đăng lên hả? Tại vì cái việc là mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi người mỗi... Có một mình chị không? Em thấy ở comment này có một mình chị không? Chị vui gì đó. Chị đặt cái tên vui mà em chẳng thấy vui tí nào, chị comment cho em thấy toàn là hả độc hại không à, toàn là gây nỗi buồn cho người khác không à. Rồi chị đổi tên giùm em đi nha, chị đổi buồn Lê giùm em đi nha chị. Trời ơi, hay chị đổi đau thương Lê giùm em đi nha. Trời ơi thiệt, nhiều khi Ni cũng là con người cũng da thịt cũng cảm xúc mọi người, tự nhiên đang nói chuyện gì đó gặp mấy cái comment đó tự nhiên không có muốn hiền nổi luôn á. Trời ơi, 9.200 luôn. Cái MV đó thì Ni có anh Vũ á, là anh nói là thôi anh kêu bây giờ đang ồn ào mà anh chị em thì đã hợp lại với nhau, thôi bây giờ cái MV đó anh cũng khép lại. Anh nói không, để hỏi ý kiến mọi người đi rồi post lên cho mọi người. Cho Phương Lê thì Phương Lê cũng bỏ qua rồi, Phương Lê cũng nói rồi đó. Hồi nãy là Ni cũng có xin lỗi Phương Lê rồi, Ni nói là tôi cũng hiểu lầm bà cũng hiểu lầm tôi, rồi Loan nó hiểu lầm. Mẹ vấn đề là ở anh Vũ, thì Phương Lê xin lỗi anh Vũ, chút là xong rồi nè, không có cái gì hết trơn á. Thì chuyện cũng hiểu lầm thôi đại gia đình ơi, nhưng mà mình hoan hỷ bỏ qua hết nha đại gia đình. Vậy đi cho mình tâm hồn mình được thoải mái. Ừ. Vui là chính nha đại gia đình nha. Tự nhiên đi nhìn á, mọi người đừng có nghĩ là tại sao mọi người nói là phí lời. Ni không có gì hết á. Ni nhìn ba đứa con gái của Phương Lê Ni thương thôi. Mọi người hiểu không? Mình ảnh hưởng đến nó tự nhiên cái Ni thương. Với lại cũng không nghĩ, nó cũng không có hiểm, nó cũng không có thâm sâu. Rồi nó nói sọt cái miệng nó thôi. Đó chứ mọi người đừng có... Ba mẹ xong dịp hẳn đi má. Ừ.
Nghiêm Vũ, khi nào Phương Lê chính thức xin lỗi mẹ anh và anh thì cộng đồng mạng mới bỏ qua. Ok ok. Trời ơi. Không như vậy. Đó, thấy chưa? Cộng đồng mạng yêu thương anh chưa? Bót lên cho mọi người xem đi, em bót cái gì anh? Cái MV á. Em tưởng nó bót Bác Lâm lên chứ, em còn có mấy MV Bác Lâm nè. Em tưởng post lên cho mọi người coi chứ. Không, không phải, không phải là Phương Lê quay lại. Mọi người hiểu là vậy nè, để đi giải thích cái chỗ này. Khổ lắm, không nói hết ý thì mọi người kêu là coi hết đêm nay. Có nghĩa là vẫn bình thường với Phương Lê. Nhưng Phương Lê xin rời khỏi team, hiểu không? Mọi người hiểu rằng có nghĩa là Phương Lê không muốn hận thù. Phương Lê không muốn phải nhìn mặt nhau để mà coi như không có nhìn mặt nhau nên nói lộn. Phương Lê không muốn là giận hờn mà để mà chị em mà xích mích với nhau. Chứ không phải đưa Phương Lê vô team. Mọi người hiểu không? Là Phương Lê rời team đi, có nghĩa là chỉ qua là giải tỏa được cái nỗi lòng, cái khúc mắc, cái hiểu lầm. Sau rồi là Phương Lê rời team, chứ Phương Lê không có hoạt động trong team. Có nghĩa là về vấn đề pháp lý đi cùng với Loan là chị Ni, rồi anh hai, mọi người trong team, chứ Phương Lê là rời cuộc sống về gia đình, chứ không trong team. Thì mọi người đừng có xong, mọi người nói Ni là sao? Ai? Mọi người hiểu ý Ni nói không? Là Ni chỉ nói với mọi người là Phương Lê sẽ rời team, tại vì Phương Lê có đặc chất, có lẽ là Phương Lê cũng nhìn được cái góp ý của mọi người, là Phương Lê nóng tính đôi lúc Phương Lê không control thì Phương Lê không có đi cùng team được, tại vì bây giờ Phương Lê còn vô team thì nó có hai vấn đề dễ khó xử, là vô thì bên đây không biết sao mà mọi người thì cũng không đồng ý. Thì Phương Lê nói là Phương Lê khép lại ở với gia đình, về với gia đình, nhưng ý là Phương Lê không có nhờ Ni với Loan gì hết, mà kiểu sau khi mà tâm sự xong thì Ni cảm thấy thôi Loan ơi, mày lên mày với tao lên đây nói chuyện để cho giải tỏa hết khúc mắc, chứ Phương Lê không có vào team để mà hoạt động, để mà cùng nhau với như trước là không có. Tại vì bây giờ Phương Lê về với gia đình, còn cái vấn đề ở đây là không phải là gây lộn với nhau rồi không nhìn mặt nhau rồi giận hờn nhau là không có. Đúng rồi đó, Phương Lê phải có một lời xin lỗi mẹ anh Vũ. Hồi nãy Phương Lê có nói rồi, nhưng mà tính bả thì bả hay kiểu, bà không có phải người ngọt ngào á, kiểu có sao nói vậy thẳng tính, rồi kiểu sợ cái tôi cũng kiểu hơi ngại là bây giờ mình không biết nói làm sao, cũng biết lỗi chứ mọi người, không biết nói làm sao cho vừa lòng, rồi thấy mọi người chửi quá, rồi bây giờ cô ta cũng bị stress dữ lắm, bây giờ ta ảnh hưởng con cái nữa. Ni, vậy chúng tôi rất an tâm. Đúng rồi, không có phải Phương Lê không có vô team, Phương Lê tự rời luôn, là Phương Lê nói Phương Lê biết được là bây giờ Phương Lê về với gia đình, chỉ có qua là cho anh chị em giải tỏa thôi. Và thật sự một cái điều là Phương Lê rất là thương, thương là thương thật luôn đó mọi người, chứ không có câu view câu like gì đâu. Là đáng lý là cái này do là sợ mọi người công kích đó, cho nên là cái vấn đề chừng sau này 2-3 tháng nữa đi rồi đi nói, chứ còn giờ đi nói ra mất công mọi người lại nghĩ Phương Lê này kia nữa. Đó, Phương Lê chỉ nói thôi bây giờ lặng thầm đi, chứ Phương Lê cảm thấy bị giống như chưa bao giờ kiểu thương bé Loan mà hiểu lầm bé Loan, cái bé Loan nó làm tổn thương á đó. Cho nên bà này thì bà hồi hợt, bà đâu có biết ăn nói, bà kia thì bà lại hiểu lầm. Thôi bây giờ vậy nha, nên là giải thích rồi là không có vào team, Phương Lê tự rời luôn, là không có, là hứa là không có vào team, để mọi người làm là giấy tờ pháp lý là Ni sẽ đi với Loan đến đoạn đường, và Ni cũng không có bỏ Loan, trừ khi Loan đừng có làm gì, đừng có xảy ra nữa, thì tính tình ai cũng vậy, ai đâu phải là sắt đá đâu mọi người, cũng là người phàm xác thịt thì đôi lúc cũng hơi giận hờn. Tới Ni cũng đây nè, Ni mạnh mẽ nhiều khi đó, mọi người thấy rồi đó, Ni không nghe điện thoại nó khóc cái Ni cũng về, khóc cái nó trời ơi, nhiều khi sắp vali đi rồi một ngày cũng về với nó. Cho nên thôi mọi người bỏ qua. Rồi Ni chào mọi người nha. Giờ đi về cho cái mặt Ni thì nó sưng lên rồi nè. Tại vì Ni ngựa Ni đi cái gì? Chăm chích cái mặt mình á. Giữa lùm xùm, Bình Tinh nói một câu làm sáng tỏ mối quan hệ với con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Tháng 3 năm 2023, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời ở tuổi 66 sau thời gian dài chiến đấu với bệnh tật. Hơn 8 tháng trôi qua, những ồn ào liên quan đến việc tranh chấp tài sản thừa kế giữa những người thân của ông Hoàng Cải Lương trở thành đề tài được bàn tán sôi nổi, nên nhiều người không khỏi xôn xao. Mới đây nhất, nhân dịp 20 tháng 11, nghệ sĩ Bình Tinh đến nhà riêng dành sự thành kính tôn trọng đến ba nuôi là cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Trên Facebook, cô khiến người hâm mộ xót xa khi chia sẻ, năm nào cũng vậy mà, phải không ba?
nhưng năm nay tặng thôi chứ không có người ăn rồi. Bên cạnh đó, khi được netizen nhắc bảo vệ Hồng Loan, con gái cố nghệ sĩ Tú Vũ Linh trước ồn ào trong thời gian qua, nghệ sĩ Bình Tinh đã làm sáng tỏ mối quan hệ khi cho biết: đâu có phải gọi là nhớ, cái đó là trách nhiệm chứ, tại vì tôi là chị của Hồng Loan mà. Dù không chia sẻ quá nhiều hình ảnh, nhưng có thể thấy ở thời điểm hiện tại, mối quan hệ giữa con nuôi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là Bình Tinh và con gái là Hồng Loan vẫn đang vô cùng thân thiết và tốt đẹp.